trường mầm non Từ Thành. Và hôm nay thì cô và chúng mình được gặp nhau ở một video tiếp theo rồi. Chúng mình ơi, khi tham gia giao thông ở trên đường thì chúng mình cần phải tuân thủ những điều gì bắt buộc nhỉ? À, đó chính là tuân thủ những luật lệ giao thông đường bộ phải không nào? Vậy những luật lệ giao thông đường bộ là những luật lệ như thế nào? Thì hôm nay cô và chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé! Khi tham gia giao thông đường bộ, chúng mình hãy nhớ để ý tín hiệu đèn nhé. Ngoài ra, chúng mình không được phép đi dưới lòng đường, nơi các phương tiện qua lại. Và khi sang đường thì chúng mình hãy nhớ chọn những nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Đi bộ thì chúng mình sẽ đi ở trên vỉa hè và khi có tín hiệu đèn xanh nhé. Và đặc biệt khi tham gia giao thông thì chúng mình cần đội gì đây? À, đó chính là mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho mình. Khi tham gia giao thông thì chúng mình hãy nhớ đội mũ bảo hiểm và ngồi thật ngay ngắn, an toàn trên xe nhé. Đây là gì? À, đây là đèn tín hiệu giao thông. Tín hiệu vàng, đỏ, xanh báo hiệu điều gì? Tín hiệu đèn vàng báo hiệu các phương tiện phải đi chậm lại. Tín hiệu đèn đỏ báo hiệu các phương tiện phải dừng lại. Tín hiệu đèn xanh báo hiệu các phương tiện được đi qua. Người đi bộ phải đi ở đâu các con? À, người đi bộ đi trên vỉa hè. Người đi bộ không được đi dưới lòng đường. Khi người đi bộ muốn sang đường, cần chú ý điều gì? Người đi bộ chỉ được sang đường khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng và đi sang đường theo vạch chỉ đường dành cho người đi bộ. Trẻ em có được tự ý đi bộ sang đường không? Trẻ em khi đi bộ sang đường cần có sự giúp đỡ của người lớn. Lòng đường có phải là nơi vui chơi của trẻ em không? Lòng đường không phải là nơi vui chơi của trẻ em, mà là nơi các phương tiện qua lại. Trẻ em tuyệt đối không được vui chơi dưới lòng lề đường. Người điều khiển và người ngồi trên xe máy khi đi trên đường phải làm gì? À, người điều khiển và người ngồi trên xe máy khi đi trên đường phải đội mũ bảo hiểm đúng theo quy định. Không đội mũ bảo hiểm là vi phạm luật giao thông đường bộ. Cô đố các con biết, khi ngồi trên ô tô có cần thắt dây an toàn không? Khi ngồi trên xe ô tô, cần thắt dây an toàn để tránh va đập vào các bộ phận của xe khi xe thành gấp hoặc khi có sự cố tai nạn xảy ra. Không được thò đầu, thò tay ra ngoài khi ngồi trên ô tô nhé. Các con yêu quý, chúng mình cùng ghi nhớ lại luật giao thông đường bộ nhé. Tuân thủ theo sự điều khiển của chú cảnh sát giao thông và đèn tín hiệu giao thông. Người đi bộ đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải. Không vui chơi hay nô đùa dưới lòng lề đường. Đi đúng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ khi sang đường. Trẻ em sang đường cần có người lớn dắt. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, không thò đầu, thò tay ra ngoài ô tô nhé. Mời các con đến với trò chơi bé với an toàn giao thông. Chúng mình hãy gắn khuôn mặt khóc và khuôn mặt cười tương ứng với mỗi ảnh nhé. Mọi người cần làm gì khi đi xe máy tham gia giao thông trên đường? A. Không đội mũ bảo hiểm. B. Đội mũ bảo hiểm. Chúng mình cùng suy nghĩ nào. À, chúng mình sẽ gắn khuôn mặt cười cho hành động đội mũ bảo hiểm.
và khuôn mặt khóc cho hành động không đội mũ bảo hiểm. Việc đội mũ bảo hiểm là việc vô cùng cần thiết để đảm bảo phần đầu của chúng ta được an toàn khi nhỡ có xảy ra va đập đấy. Câu 2. Người đi bộ thì đi ở đâu? Chúng mình cùng suy nghĩ nào. À, người đi bộ thì sẽ đi trên vỉa hè. Vậy chúng mình sẽ gắn khuôn mặt cười cho bức ảnh B và khuôn mặt khóc cho bức ảnh A, vì các bạn nhỏ đang đi bộ ở dưới lòng đường, nơi có các phương tiện qua lại đấy. Chúng mình cùng đến với câu hỏi tiếp theo nào. Khi sang đường, người đi bộ đi ở đâu? A. Đi sang đường theo vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Đi theo tín hiệu đèn báo màu xanh. B. Không đi sang đường theo vạch kẻ do người đi bộ. Chúng mình sẽ cùng gắn khuôn mặt cười vào bức ảnh nào nào? À, đó chính là bức ảnh A. Còn khuôn mặt khóc thì sẽ gắn cho bức ảnh B phải không nào? Khi đi sang đường, chúng mình hãy nhớ đi theo vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và khi tín hiệu đèn chuyển màu xanh nhé. Chúng mình cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Khi ngồi trên xe ô tô, mọi người cần làm gì? A. Không thắt dây an toàn, thò đầu, thò tay ra ngoài. B. Thắt dây an toàn. Chúng mình cùng suy nghĩ nào. À, đúng rồi, chúng mình phải gắn khuôn mặt mếu cho bức ảnh A vì các bạn nhỏ đã không thắt dây an toàn và đã thò đầu ra ngoài, không đảm bảo an toàn. Và đương nhiên là khuôn mặt cười cho bức ảnh B rồi, phải không nào? Và vừa rồi thì cô đã cùng chúng mình tìm hiểu một số luật lệ giao thông đường bộ rồi đấy. Và cô tin chắc rằng tất cả các bạn nhỏ khối mẫu giáo 5-6 tuổi khi tham gia giao thông sẽ luôn luôn chấp hành những luật lệ giao thông đường bộ này để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho mọi người xung quanh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhỏ vào những video lần sau.